Kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 gây biển động ở vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ trong những ngày qua đã đẩy từng đàn ruốc dạt vào bờ biển miền Trung. Và nắm bắt cơ hội hiếm có này, ngư dân các xã bãi ngang ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã hồ hởi đi xúc lộc trời. Chỉ sau vài giờ ngâm mình dưới nước, ngư dân mang về cả tiền triệu mỗi ngày. Và dự báo thời tiết hôm nay ở vùng biển ven bờ Quảng Bình cũng như khắp khu vực Vịnh Bắc Bộ xuống đến Quảng Ngãi thì dự báo tiếp tục có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh đi kèm. Còn tốc độ gió trung bình thì khoảng cấp 3 đến cấp 4, độ cao sóng khoảng 0,50 đến 1,50. Trong khi đó, gió Tây Nam vẫn đang hoạt động mạnh ở vùng biển phía Nam. Dự báo hôm nay, từ Ninh Thuận đến Cà Mau, ra đến ngoài khơi phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây của huyện đảo Trường Sa, vẫn có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8 đến cấp 9, độ cao sóng từ 2 đến 4 mét và trời mưa dông, dễ xảy ra cả lốc xoáy. Với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Nam Du và Thổ Chu, trong hôm nay và 2-3 ngày tới, dự báo thời tiết cũng khá xấu, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, trời mưa dông đề phòng kèm theo lốc xoáy, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động. Quanh vùng biển huyện đảo Hoàng Sa thì hôm nay thời tiết sẽ tốt lên, mưa giảm xuống vài nơi, trong ngày trời có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió khoảng cấp 4 đến cấp 5. Bản tin của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.